Hằng Du Mục, một tên tuổi quen thuộc trong làng giải trí, vừa gây sốc cho công chúng khi tiết lộ về những bí mật đen tối trong cuộc hôn nhân của cô với Tôn Bằng, nam diễn viên nổi tiếng. Trong những chia sẻ mới nhất trên mạng xã hội, Hằng Du Mục đã vạch trần sự thật rằng cuộc hôn nhân của cô không hề hạnh phúc như mọi người tưởng, trái lại, nó đầy rẫy những đau khổ và bất công. Hằng Du Mục tiết lộ rằng ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của cô đã không hề lãng mạn hay đáng mơ ước như những gì người hâm mộ vẫn nghĩ. Cô chia sẻ rằng trong ngày cưới, cô không hề nhận được bất kỳ chiếc nhẫn hay món sính lễ nào từ phía Tôn Bằng. Điều này khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng và không được đối xử công bằng ngay từ thời điểm bắt đầu. Mặc dù không có nhẫn hay sính lễ, Hằng Du Mục vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân vì cô tin tưởng vào tình yêu và hy vọng rằng Tôn Bằng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, thực tế lại không như cô mong đợi. Hằng Du Mục tiếp tục kể rằng Tôn Bằng không chỉ không trân trọng cô, mà còn nhiều lần ngoại tình trong suốt thời gian hai người còn sống chung. Cô từng nhiều lần phát hiện ra những tin nhắn và cuộc gọi bí ẩn từ những người phụ nữ khác, nhưng mỗi lần đối chất, Tôn Bằng lại chối bỏ và đổ lỗi cho cô. Sự phản bội liên tục và việc không được tôn trọng đã khiến Hằng Du Mục ngày càng mệt mỏi và chán nản. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Hằng Du Mục còn tiết lộ rằng cô đã phải chịu đựng những hành động bạo lực từ phía Tôn Bằng. Anh ta không chỉ dùng lời lẽ thô bạo mà còn nhiều lần dùng sức mạnh để đe dọa và hành hạ cô. Cô kể lại những đêm dài phải đối mặt với sự sợ hãi và cô đơn khi Tôn Bằng đi vắng mà không rõ đi đâu, trong khi cô phải chăm sóc con cái một mình. Hằng Du Mục cho biết rằng mặc dù cô đã nhiều lần cố gắng tìm cách hàn gắn và giữ gìn cuộc hôn nhân, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô ích. Sự tổn thương tinh thần và thể xác mà cô phải chịu đựng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một người phụ nữ. Cuối cùng, cô quyết định đệ đơn ly hôn, chấm dứt một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, cuộc chiến giữa cô và Tôn Bằng không kết thúc. Tôn Bằng đã nhiều lần lên mạng xã hội để phản bác những gì Hằng Du Mục đã chia sẻ, thậm chí còn tố cáo cô là người tham lam và muốn chiếm đoạt tài sản. Đáp lại, Hằng Du Mục đã công khai những bằng chứng về việc Tôn Bằng bỏ rơi con cái cho mẹ kế và giữ lại phần lớn tài sản sau khi ly hôn. Những tiết lộ của Hằng Du Mục đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng, với nhiều người đứng về phía cô và chỉ trích hành động của Tôn Bằng. Hằng Du Mục kết thúc câu chuyện bằng một lời nhắn gửi đến những người phụ nữ khác: đừng bao giờ hy sinh bản thân mình vì một cuộc hôn nhân không đáng, và hãy biết tự bảo vệ mình trước những hành động bạo lực, dù là về thể xác hay tinh thần.